Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau hôm nay thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024. Bản tin hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm qua, đoàn cán bộ do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau Trần Hồng Quân làm trưởng đoàn đến trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2024 cho 8 đảng viên trên địa bàn thành phố Cà Mau. Các đảng viên được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng gồm đồng chí Nhan Minh Hạnh, khóm 4, phường Tân Xuyên, Lê Minh Ngọc, khóm 1, phường 8, Nguyễn Minh Hoàng và Trần Mỹ Ánh, khóm 3, phường 1, Trương Văn Hải, khóm 4, phường 6, Lê Minh Hòa, khóm 8, Nguyễn Vạn Năng, khóm 5 và Phạm Thị Đẹp, khóm 3, phường 5. Tại lễ trao huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy Cà Mau Trần Hồng Quân chúc mừng và trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đã cống hiến sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân, là tấm gương sáng giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của thế hệ cha ông đi trước. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các đồng chí sống vui sống khỏe, tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, đóng góp công sức vào xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong đợt 19 tháng 5 này, thành phố Cà Mau có 107 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm và 65 năm tuổi Đảng. Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Qua giám sát cho thấy, việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức được các sở ngành thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, phù hợp với kế hoạch và tình hình thực tế của cơ quan đơn vị. Tại buổi giám sát, đoàn cũng quan tâm trao đổi về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác, như hiệu quả công việc sau khi chuyển đổi, tính công khai minh bạch, công tác quán triệt triển khai, sự đồng thuận của cán bộ công chức, những chính sách đãi ngộ công chức, viên chức có đúng với từng năng lực, vị trí. Từ đó, đoàn yêu cầu các đơn vị cần đánh giá hiệu quả công tác của công chức, viên chức, quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác sao cho chặt chẽ, đúng quy định, nhằm thực hiện tốt mục tiêu phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Chuyển sang tin kinh tế, với mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản phát triển bền vững, sản xuất nguyên liệu gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, trình độ công nghệ đạt mức trung bình trở lên so với cả nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quyết định số 947 phê duyệt đề án phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030. Theo đề án, đến năm 2025, diện tích nuôi tôm trên địa bàn tỉnh là 280.000 ha, diện tích trồng lúa 95.000 ha, diện tích có rừng tập trung 96.000 ha, đàn heo 250.000 con, đàn gia cầm 4.500.000 con, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đạt mức trên trung bình của cả nước. Xây dựng nhà máy chế biến chất lượng cao, gạo, nhà máy chế biến gỗ, chuối công suất lớn, hình thành các nhà máy chế biến nông sản khác, các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030, diện tích nuôi tôm 280.000 ha, diện tích trồng lúa 95.000 ha, diện tích có rừng tập trung 96.000 ha, đàn heo 300.000 con, đàn gia cầm 5.500.000 con. Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đạt mức khá của cả nước, thu hút các dự án đầu tư trồng và chế biến sâu đối với gỗ rừng trồng, nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm gỗ, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, hình thành, củng cố chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực. Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm xây dựng phát triển vùng nguyên liệu và chế biến, tổ chức lại sản xuất, chế biến, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xúc tiến thương mại và tiêu thụ, tăng cường bảo vệ môi trường, ban hành cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đề án 52 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương 17 tỷ đồng, nguồn vốn ngoài ngân sách 35 tỷ đồng. Với thương hiệu tôm khô Rạch Gốc nổi tiếng khắp cả nước, hiện nay các cơ sở sản xuất tôm khô trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại để tạo ra sản phẩm tôm khô đạt chất lượng, nâng hạng từ 3 sao OCOP lên 4 sao trong năm 2024. Toàn huyện Ngọc Hiển có khoảng 20 cơ sở sản xuất tôm khô.
Tôm khô được chế biến từ tôm vuông và tôm biển. Để giữ được hương vị thơm ngon của tôm khô, các cơ sở lựa chọn nguyên liệu đầu vào tươi sống đến quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện tôm khô có giá dao động từ 500.000 đến 1 triệu 500.000 đồng, tùy vào loại tôm và kích cỡ. Nhờ ứng dụng công nghệ đã nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm tôm khô của huyện Ngọc Hiển ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Trung bình mỗi năm, huyện Ngọc Hiển cung cấp khoảng 200 tấn tôm khô ra thị trường, góp phần tăng thu nhập cho các cơ sở và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Để phát triển thương hiệu tôm khô, các cơ sở sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị sản xuất theo quy trình khép kín để nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao OCOP, hướng đến thị trường xuất khẩu. Ba khía muối, tôm khô, bánh phồng tôm, mắm tôm chua, đũa đước, những đặc sản chứa đựng bao giá trị văn hóa của vùng đất Tân Ân, Rạch Gốc, Tam Giang, Diên An, đất mũi. Từ khi huyện Ngọc Hiển triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, những đặc sản và giá trị văn hóa của vùng đất này ngày càng được nhiều người biết đến. Nhắc đến Rạch Gốc, người Cà Mau cố cựu nghĩ ngay đến ba khía hội và ba khía muối. Ba khía hội là chuyện của tự nhiên, còn nghề muối ba khía thì do người dân làm từ thời mở đất. Nhờ cây mắm đen, ba khía muối Rạch Gốc có thịt chắc và ngon hơn các nơi khác. Khẳng định giá trị của mình, năm 2019, nghề muối ba khía được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Là người giữ gìn và phát huy nghề truyền thống gia đình, ông Châu Ngọc Sang, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, cũng là một trong số 8 người đại diện cho chủ thể văn hóa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề muối ba khía cho biết. Mặc dù được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhưng gia đình ông vẫn loay hoay tìm hướng đi để phát triển kinh tế gia đình. Đến cuối năm 2020, gia đình ông được huyện chọn triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Với quyết tâm đạt chuẩn OCOP 3 sao vào năm 2023, tranh thủ nhiều nguồn lực, gia đình ông cải tiến quy trình sản xuất. Tất cả các công đoạn cho ra ba khía muối thành phẩm đều có máy móc hỗ trợ và quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ mỗi tháng chỉ vài trăm ký, cơ sở sản xuất Châu Sang đã tăng quy mô thu mua, sản xuất lên cả tấn ba khía muối vào năm 2023. Quy mô sản xuất từ hộ kinh doanh chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Năm 2023, sản phẩm ba khía muối Rạch Gốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Châu Sang được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Khi mà vô cái OCOP 3 sao được thì thấy cái sản phẩm được tiêu thụ nhiều hơn, rồi cái thị trường nó sẽ nó rộng hơn, rồi cái chất lượng của mình đã được người dân, người tiêu dùng tiếp nhận một cách tích cực. Đây cũng là một cái niềm vinh dự cho tôi và tập thể công ty. Tiếp tục thì trong thời gian tới công ty sẽ cải tiến về mẫu mã, nâng cao về cái chất lượng sản phẩm, rồi nâng cao về cái quy trình sản xuất để mà trình hội đồng để nâng lên hạng lên 4 sao, có 4 sao. Nhờ đạt chuẩn 3 sao OCOP, sản phẩm ba khía muối của công ty Châu Sang được thực khách trên mọi miền Tổ quốc tin tưởng đặt hàng qua điện thoại, Zalo, Facebook, TikTok. Không những thế, vợ chồng anh Châu Ngọc Sang còn phát huy thêm mảng kinh doanh hải sản, tôm, cá khô, mắm các loại. Đối với hải sản thì nội tỉnh là nhiều, còn đối với những cái liên tỉnh thì cũng có, nhưng mà nó sẽ chiếm ít hơn. Còn đối với những cái mặt hàng chủ đạo, ví dụ như là khô, mắm, ba khía, thì hầu như là toàn quốc. Được chuộng được cái mặt hàng ba khía là toàn quốc. Không chỉ nghề muối ba khía, nghề làm mắm tôm nâng giá trị, mà nghề làm bánh phồng tôm tại huyện Ngọc Hiển cũng được chấp thêm đôi cánh để vươn xa. Cơ sở sản xuất bánh phồng tôm Kim Tiền, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây là một ví dụ. Từ khi đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao, cơ sở sản xuất luôn không đủ bán. Mỗi năm khoảng, nếu mà tiêu thụ nhiều đưa đầu trên thì khoảng một năm khoảng mười mấy tấn. Còn bình thường thì ngày tới như ngày thường, mấy ngày thường này nè, thì tiêu thụ cũng một ngày 50 ký, làm 50 á. Rồi khách tới từ ở Sài Gòn với Bạc Liêu á, mua nhiều.
Ngay đây hái nghề gia truyền, làm cũng mười mấy năm rồi. Mới đầu làm ít rồi từ từ người ta ăn, người ta thấy ngon rồi mà mình làm nhiều, họ đặt nhiều, mình làm nhiều khách, làm nhiều lên. Một thứ một làm không hết rồi, không kịp rồi, đâu có làm nhiều thứ nữa. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hiển, sau 4 năm triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, địa phương có 54 sản phẩm của 18 chủ thể đăng ký tham gia chương trình. Kết quả, có 18 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và một sản phẩm 4 sao được công nhận. Các sản phẩm OCOP chủ yếu là sản phẩm đặc trưng, đặc sản của địa phương như tôm khô, bánh phồng tôm, mắm tôm chua, đũa đước. Sản lượng của các sản phẩm sau khi được công nhận tăng từ 10 đến 20% và giá tăng từ 5 đến 10% so với trước khi được công nhận. Thì trong thời gian tới đó thì phòng cũng tiếp tục tham mưu để nâng chắc các sản phẩm này, đặc biệt là nâng lên cái sản phẩm 4 sao. Thì qua cái thời gian thực hiện thì các sản phẩm này thì cũng ví dụ cũng đã thay đổi nhận thức của người sản xuất cũng như là người tiêu dùng, cũng như là về chất lượng, về an toàn thực phẩm. Đặc biệt là về cái bao bì nhãn mác thì được các chủ thể là ngày càng được ví dụ như là được tiện lợi hơn và sang trọng hơn. Thì từ đó là góp phần nâng cao cái giá trị sản phẩm và gia tăng cái doanh thu cho chủ thể. Thực tế cho thấy, thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP đã thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết, gia tăng giá trị các sản phẩm chủ lực, góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm sơ chế, chế biến từ các mặt hàng chủ lực, thế mạnh của huyện Ngọc Hiển. Các chủ thể đã dần thay đổi quan niệm hơn trong sản xuất, từng bước hoàn thiện sản phẩm của mình để hướng đến những thị trường lớn hơn, xa hơn. Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau vừa phát đi cảnh báo tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nhằm lừa đảo đến các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Theo đó, ngày 10 tháng 5 năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau nhận được phản ánh của người dân, người lao động về việc có đối tượng gọi điện thoại và tự giới thiệu là cán bộ đang công tác tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, hỏi người dân có sử dụng phần mềm VSSID không và yêu cầu mở ứng dụng VSSID, cập nhật căn cước công dân vào sẽ có một mã số gửi về ứng dụng. Với tinh thần cảnh giác nên người dân không thực hiện theo yêu cầu và báo ngay cho cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh. Qua sự việc trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có công văn thông báo đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội và người dân trên địa bàn tỉnh để nâng cao tinh thần cảnh giác. Hiện tại, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các huyện không có chủ trương, điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người dân, người lao động cập nhật thông tin trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Bảo hiểm xã hội tỉnh khuyến cáo người dân cần tăng cường tìm hiểu kiến thức về pháp luật, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kiểm tra, xác thực trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng, đồng thời thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng để có sự chủ động cảnh giác cho bản thân và thông tin kịp thời cho người thân. Khi phát hiện các dấu hiệu hành vi lừa đảo, người dân có thể trình báo sự việc với cơ quan công an hoặc liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau. Số điện thoại 02903 836 811 để phản ánh. Vào khoảng 11 giờ ngày hôm qua, tại ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn hai căn nhà của ông Tạ Chí Anh sinh năm 1970, ông Tạ Quốc Tính sinh năm 1995, một nhà kho và làm ảnh hưởng đến hai căn nhà lân cận, ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Theo ghi nhận ban đầu, điểm cháy xuất phát từ nhà kho của ông Phúc nằm giữa hai căn nhà của ông Tính và ông Tạ Chí Anh. Thời điểm xảy ra cháy là giữa trưa nên nắng gắt, cộng với nhà kho của ông Phúc chứa thùng xốp và một số đồ dùng vật dụng sinh hoạt dẫn đến cháy lớn. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an xã phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã, đồn biên phòng Đất Mũi, dân quốc gia Mũi Cà Mau, ban nhân dân ấp cùng đông đảo người dân tích cực chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ủy ban nhân dân huyện xã đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần các hộ gia đình bị thiệt hại do vụ cháy và hỗ trợ ban đầu cho hai hộ bị thiệt hại hoàn toàn, một hộ bị thiệt hại nhà kho với số tiền 17 triệu đồng. Đồng thời, huyện tiếp tục xem xét để có hướng hỗ trợ trong thời gian tới,
và kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ giúp đỡ đến hai hộ bị thiệt hại hoàn toàn hai căn nhà nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý khán giả, mỗi khi mùa mưa đến thì nỗi lo sạt lở lại thấp thỏm trong mỗi người dân sống trên địa bàn có nguy cơ cao. Tại huyện Nam Căn, những ngày qua, một số vụ sạt lở xuất hiện kéo theo những hệ lụy ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, xảy ra vụ sạt lở đoạn lộ giao thông nông thôn nằm trên phần đất nuôi trồng thủy sản của hộ ông Võ Văn Lào với chiều dài khoảng 25m, ngang 5m, độ sâu khoảng 2,5m, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Khu vực này nằm ngay đầu dôi ngã ba sông bị tác động trực tiếp của dòng chảy. Hiện nay vẫn còn hiện tượng rạn nứt đất và lộ bê tông. Nguy cơ sạt lở trong những ngày sắp tới là rất cao nếu không có biện pháp gia cố, khắc phục kịp thời. Thì ngày hôm qua nó tầm giấc sáng nó có lở cái đường mé ngoài, rồi chờ nó trong một đêm hôm nó mới sụp xuống. Nó sụp kiểu năm nào cũng đưa vô múc gần mấy chục kè bờ đó, cũng mới kè mấy chục triệu nữa đó. Nghe được tin bà con báo tiếng sạt lở thì ủy ban xã cũng chủ động chỉ đạo cho dân quân thường trực cùng với hộ dân tạm thời khắc phục cái đường lộ lưu thông. Rồi qua đó thì chỉ đạo cho phương tiện đi chuẩn bị khắc phục cái đoạn lở này. Nhận được thông tin về vụ sạt lở, Bí thư huyện ủy Nam Căn Lượng Trọng Quyền đã đến khảo sát, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng thực hiện các giải pháp khắc phục. Từ đầu mùa mưa đến nay thì đã xảy ra là 6 vụ sạt lở đất, trong đó ảnh hưởng một số tuyến lộ và nhà của hộ dân. Thì trước tình hình đó thì Phòng Nông nghiệp cũng đã tham mưu cho lãnh đạo của huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã rà soát và khắc phục những điểm có nguy cơ sạt lở cao. Thì bên cạnh đó thì cũng khuyến cáo cho người dân có ý thức phòng tránh sạt lở, đặc biệt là không có để người già, trẻ em và phụ nữ ngủ nghỉ qua đêm, không để chất chứa vật nặng trên ở những nơi có nguy cơ sạt lở để khi có xảy ra sự cố thì tránh thiệt hại về cái tài sản cũng như tính mạng của con người. Theo khảo sát của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nam Căn, thời điểm này, mùa mưa đến, nước mưa làm nền đất yếu kết hợp với những diễn biến bất thường của dòng chảy đã khiến tình trạng sạt lở ngày thêm diễn biến phức tạp. Hiện nay, trên địa bàn huyện có khoảng 61 điểm có nguy cơ sạt lở, với tổng chiều dài trên 100 km, ảnh hưởng đến khoảng 1.800 hộ dân. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng chống nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do sạt lở gây ra. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.